Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022. Chi tiết về những lần nhận hối lộ của các cựu lãnh đạo ở Đồng Nai và theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, việc đưa hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC kéo dài trong suốt hơn 10 năm chỉ riêng dự án bệnh viện, bà Nhàn hưởng lợi gần 150 tỷ đồng và chi hơn 43 tỷ hối lộ các vị lãnh đạo thời điểm đó. Chỉ riêng với một cái dự án bệnh viện thì bà Nhàn hưởng lợi gần 150 tỷ đồng và chỉ hơn 43 tỷ hối lộ các cựu bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và giám đốc sở y tế. Bản kết luận điều tra của C03 Bộ Công an cho thấy thì dàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thời điểm xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai, từ bí thư tỉnh ủy đến giám đốc sở đều bị bà Nhàn thao túng bằng tiền, đổi lại công ty của bà Nhàn dù không đủ năng lực và gian lận hồ sơ vẫn dễ dàng trúng đến 16 gói thầu. Đang bỏ trốn vẫn bị đề nghị truy tố, C03 đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 36 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và cựu lãnh đạo AIC, trong đó C03 đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đây là những trường hợp hy hữu trong lịch sử tố tụng, dù bà Nhàn đang bỏ trốn từ trước khi bị khởi tố và hiện đang truy nã, nhưng C03 cho rằng đủ căn cứ để kết luận hành vi phạm tội của bà Nhàn đó. Và theo kết luận của bà Nhàn, là người thành lập công ty AIC, bà chỉ được nhiều thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc và chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, các công ty quân xanh để đảm bảo cho AIC được trúng thầu. Nhàn đã thành lập các ban nội bộ do Nhàn trực tiếp điều hành, giao những người thân tín của mình phụ trách thực hiện việc điều chỉnh dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chi ngoài sổ sách cho các thuộc tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế do Nhàn đặt ra, kết luận nêu. Lợi dụng mối quan hệ với ông Trần Đình Thành, bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, khi đó, trước khi ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án xây dựng bệnh viện, bà Nhàn đã nhờ giới thiệu để tạo điều kiện cho AIC tham gia và trúng thầu. Chính vì được lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tạo điều kiện nên giám đốc sở y tế lúc đó là ông Phan Huy Anh Vũ đã chỉ định đơn vị tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu là các công ty do bà Nhàn giới thiệu. Các bị can còn thông đồng chuẩn bị hồ sơ đưa công ty quân xanh vào tham gia thầu nhằm đảm bảo cho AIC trúng thầu. Dù biết rõ công ty AIC không đủ năng lực và tài chính, nhưng bà Nhàn vẫn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh báo cáo tài chính, làm sai lệch hồ sơ để gian lận đấu thầu. Kết quả là AIC đã trúng 16 gói thầu trang bị y tế và xây dựng lắp với giá trị hơn 665 tỷ đồng. C03 quy kết bà Nhàn hưởng lợi trong đó là hơn 148 tỷ đồng. Cơ quan điều tra còn cho rằng để phối phó với hoạt động điều tra của mình thì bà Nhàn đã yêu cầu nhân viên và lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu và chứng cứ. Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu nhập tài liệu, các sổ ghi chép, phục hồi trích xuất dữ liệu, lời khai của các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các bị can thì C03 kết luận đủ cơ sở xác định bà Nhàn là chủ mưu, cầm đầu và chịu trách nhiệm chính trong vụ án đó. Hiện bà Nhàn đang bỏ trốn, không hợp tác, vì vậy cần xử lý khác hơn. Và C03 nêu quan điểm trong kết luận điều tra, C03 khẳng định trường hợp bà Nhàn cùng 7 người khác đang bỏ trốn không rõ trình diện hoặc là đầu thú thì coi như từ bỏ quyền chữa và sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử, nhận hối lộ để mua đất cho con du học. Cũng theo kết luận của điều tra thì bà Nhàn lập ban thư ký tài chính và trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động để chi tiền đối ngoại bôi trơn dự án. Nguồn tin của ban có được từ việc nâng khống giá trị các hợp đồng mua hàng do các công ty sân sau chuyển về. Tổng số tiền chuyển về 5 tài khoản tại 3 ngân hàng của ban này lên đến hơn 495 tỷ đồng. Mọi thu chi của ban không hoạch toán vào phần mềm kế toán của AIC. Số tiền mà bà Nhàn mang đi hối lộ quan chức đều lấy từ quỹ của ban này. Chỉ riêng tại dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Thành 14,5 tỷ đồng. Ông Đình Quốc Thái, cựu chủ tịch tỉnh là 14,5 tỷ đồng, cựu giám đốc sở y tế là 14,8 tỷ đồng. Việc lần này đưa hối lộ của bà Nhàn diễn ra từ năm 2010 đến tận năm 2021, nhưng lần đưa và nhận hối lộ này đều diễn ra tại trụ sở công ty AIC hoặc là tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thậm chí ngay tại phòng của cựu bí thư, cựu chủ tịch, trong đó lần nhiều nhất vào năm 2012, ông Thành đi công tác tại Hà Nội và được bà Nhàn mời đến công ty. Trong buổi gặp này thì bà Nhàn nói em có 5 tỷ đồng gửi anh,
Ông Thành nói với bà Nhàn không nhận số tiền lớn này. Bà Nhàn nói, anh cứ yên tâm, đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho anh để chi tiêu, chứ không phải là sử dụng tiền của công ty, vì sử dụng tiền của công ty báo cáo công khai với các cổ đông rất là phiền phức và rất việc. Bà Nhàn gọi Nguyễn Hồng Sơn, phó chủ tịch giám đốc AIC, xếp tiền vào một túi du lịch để vào cốp xe của công ty để đưa ông Thành về. Khi về đến nhà khách thì ông Thành cho toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng vào vali cá nhân và mang vào Đồng Nai, còn túi đựng tiền bỏ lại nhà khách. Cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Thái có tất cả 14 lần nhận hối lộ từ bà Nhàn và thuộc cấp, lần nhiều nhất là 2 tỷ đồng, lần ít 100 triệu đồng. Thậm chí cả lúc đã nghỉ hưu đầu năm 2021, ông Thái vẫn được lại quả là 500 triệu đồng. Ông Thái khai đã đưa một số phần tiền nhận hối lộ cho vợ để đóng tiền cho hai con ruột du học tại Mỹ từ năm 2016 đến nay. Số tiền còn lại, ông Thái sử dụng cá nhân và chi phí một số sự việc trong gia đình. Lời khai của ông Thái phù hợp với lời khai của ông này về những lần đưa tiền đóng học phí cho hai con gái du học tại Mỹ. Vợ ông cũng tự nguyện cung cấp các tài liệu liên quan đến việc chi phí học tập của hai con. Khi đưa tiền cho vợ, ông Thái không nói nguồn gốc tiền từ đâu mà có. Tương tự, ông Thành cũng khai không nói với vợ về nguồn gốc số tiền khi đưa tiền cho vợ để đầu tư đất đai. Trước thời điểm bị khởi tố thì ở gia đình ông Thành và ông Thái đã nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả đó. Và đó là cái thông tin ngày 13 tháng 11. Qua thông tin này thì anh em có thể thấy quá trời quá đất anh em ăn hối lộ, ăn tại nơi làm việc luôn. Tôi cũng thua. Và nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment, và đừng quên ấn đăng ký vào chung, phải để một phần phẫn nộ ở trong video của tôi.